Chào các bạn, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2014, Bộ Giáo dục, Hướng nghiệp và Việc làm của Bộ Di trú và Biên phòng Úc đã công bố quyết định mở rộng diện visa ưu tiên, gọi là Streamline Visa Processing, gọi tắt là SVP, cho 55 trường cao đẳng tại Úc, chú trọng vào chính sách xét visa du học cho các du học sinh theo học diện cao đẳng nâng cao, tạo cơ hội mở rộng hơn cho du học sinh quốc tế. Vậy thì diện visa SVP là gì và những điểm lợi khi được xét loại visa này thì hãy cùng Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này các bạn nhé. Diện visa SVP là một cơ hội lớn cho các bạn du học sinh Việt Nam muốn du học bậc đại học và sau đại học tại Úc. Tuy nhiên, một tin đáng mừng hơn nữa là kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2014, chính phủ Úc đã tiếp tục mở rộng diện visa ưu tiên phép SVP cho 55 trường không thuộc khối đại học có chương trình cao đẳng nâng cao, gọi là Advanced Diploma, nâng tổng số trường ưu tiên lên đến 115 trường. Theo chính sách này, du học sinh quốc tế theo học các khóa học ở bậc cao đẳng nâng cao sẽ được xét visa ưu tiên SVP. Nếu như trước đây Bộ Di trú sẽ trực tiếp xét hồ sơ xin visa sinh viên, thì nay phần lớn hồ sơ sẽ được các trường trong danh sách ưu tiên tự xét. Do đó, các du học sinh sẽ được xét với trình độ tiếng Anh thấp hơn tùy theo điều kiện của từng trường, yêu cầu về tài chính đơn giản hơn và thời gian xét visa nhanh hơn. Ưu điểm của chương trình này đó chính là không bắt buộc chứng minh tài chính với lãnh sự quán. Hồ sơ tài chính và học tập của học sinh sẽ do trường xét. Tuy vậy, trong trường hợp nếu thấy cần thiết thì viên chức lãnh sự sẽ yêu cầu học sinh bổ sung các giấy tờ cần thiết để xét duyệt. Tuy nhiên, có thể thấy với SVP 572 thì thủ tục chứng minh tài chính đơn giản và nhanh chóng hơn rất là nhiều. Không bắt buộc cung cấp bằng chứng về thu nhập, thời gian xét visa nhanh chóng hơn so với trước kia. Tỷ lệ được cấp visa cao hơn và học sinh chỉ cần chứng minh được mục tiêu, lưu trú ngắn hạn chính đáng và có đủ năng lực tài chính học tập và sinh sống tại Úc. Không bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS, trừ một số trường có yêu cầu đặc biệt. Trước kia để xin được visa dạng này thì học sinh phải có điểm IELTS tối thiểu là 4.5. Với điểm này thì các bạn cũng cần phải học thêm tiếng Anh hoặc là IELTS 5.5 thì các bạn học thẳng vào khóa chính. Chi phí rất hợp lý, chi phí rõ ràng sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều nếu so với việc học các khóa cử nhân tại các trường đại học lớn. Có thể xin cho người thân trong gia đình đi cùng. Người thân của bạn cũng được làm việc tối đa 40 giờ 2 tuần với điều kiện là bạn phải đi học đầy đủ. Vợ hoặc chồng đi cùng có thể tham gia một khóa học tối đa 3 tháng. Có thể có thêm nhiều cơ hội và lựa chọn cho sinh viên hơn. Đây rõ ràng là một cơ hội vàng dành cho những bạn muốn theo học các khóa học nghề hoặc là cao đẳng nâng cao tại Úc. Sau này, sinh viên có thể tiếp tục học những chương trình giáo dục cao hơn hoặc đi làm theo quy định. Lưu ý là với loại visa này thì khóa học cao nhất của các bạn bắt buộc phải là Advanced Diploma, là cao đẳng nâng cao, chứ không được là Diploma hay là gọi là Certificate. Nếu bạn học Package, ví dụ như là các bạn học khóa tiếng Anh, khóa dự bị hay là khóa cao đẳng trực tiếp khác trước khi lên khóa cao đẳng nâng cao thì bạn phải cung cấp được bằng chứng về các khóa học đó qua COE, gọi là Confirmation of Enrollment, và tất nhiên các khóa học đó phải được cung cấp bởi các trường được chỉ định nằm trong danh sách ưu tiên của chính phủ Úc như Tân Đại Dương sẽ sắp nói dưới đây. Một vài trường mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn mới được vào danh sách ưu tiên đó chính là trường TAFE Queensland Skill Tech, TAFE Queensland Brisbane, TAFE South Australia, Australian Pacific College, Academy International College, Cambridge International College, Academy Australia Polytechnic, Southern Cross Education Institute và còn rất nhiều trường nằm trong dạng ưu tiên trong danh sách 115 trường nữa. Và tóm lại thì đây là một tín hiệu đáng mừng, một cơ hội thuận lợi cho các bạn du học sinh Việt Nam có dự định du học bậc cao đẳng và cao đẳng nghề nâng cao tại Úc. Và để biết thêm chi tiết cụ thể hơn về danh sách 115 trường ưu tiên tại Úc và làm thế nào để có thể nộp đơn vào các trường đó thì các bạn có thể truy cập vào website là tandaidương.edu.vn để biết thêm chi tiết, hoặc là gọi điện trực tiếp đến công ty theo số điện thoại là 0838484879 các bạn nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ du học. Và Úc là một điểm đến ngày nay đang được khá là nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi Úc có một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập thân thiện. Và trong chương trình Chia sẻ ước mơ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Trần Anh Vũ, vừa nhận được visa để du học Úc, để biết lý do vì sao bạn lại chọn Úc làm điểm đến du học của mình nhé. Chị xin chào anh Vũ. Dạ, em chào chị.
Anh Vũ có thể giới thiệu đến với các bạn biết về bản thân của em được hay không? Xin chào các bạn, mình tên là Vũ. Năm nay mình 22 tuổi. Mình đang học Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và chuyên ngành xây dựng. Và gia đình cũng có ý định cho mình muốn đi du học. Và mình đã chọn Úc là nơi du học của mình. Sở thích của mình là cầu lông. Mình rất thích cầu lông và bơi lội. Khi rảnh rỗi thì mình thường hay nghe nhạc và chat chít với bạn bè. Chị không biết là lý do vì sao em lại chọn Úc để làm điểm đến du học, trong khi chị thấy có nhiều bạn á thì lại lựa chọn như là Mỹ hoặc là Singapore vậy em ha? Em chọn du học tại Úc vì Úc là một đất nước rất phát triển về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Và đặc biệt hơn nữa là nền giáo dục Úc rất là tiến bộ. Chính phủ Úc đầu tư rất nhiều cho sự nghiệp giáo dục. Và bằng cấp của Úc thì được quốc tế công nhận. Nên em chọn Úc. Chị không biết là vì sao là em đang học năm 3 ở đây nhưng mà lại quyết định là mình sẽ không hoàn thành chương trình đại học ở đây mà lại qua Úc về em ha? Suốt quá trình học tập tại đây, tại Việt Nam thì em nhận thấy là những kiến thức mình học được chỉ dựa trên lý thuyết và rất là ít thực hành và rất hạn hẹp. Khi được học bên Úc thì không những em sẽ được có những kiến thức rất là chuyên sâu về ngành xây dựng của mình thông qua việc trải nghiệm trong môi trường học tập rất là tiến bộ mà bằng cấp còn được quốc tế công nhận. Bên cạnh đó thì khi học tập bên Úc thì kỹ năng nói tiếng Anh của em sẽ được hoàn thiện hơn. Nếu vậy thì em sẽ chọn trường nào khi em học tại Úc vậy em? Khi sang Úc thì em chọn Đại học Đế Kinh. Đế Kinh là một trường rất là nổi tiếng và trường nằm trong nhiều thứ hạng cao trên thế giới, và tại Úc trường có chất lượng đào tạo rất là tốt. Trang thiết bị của trường thì rất là hiện đại với phòng đọc, phòng lab, gym, vân vân. Và khi học tại trường thì em sẽ được tham gia vào các câu lạc bộ rất là hấp dẫn như bơi lội, cầu lông, bóng đá. Vũ có thể cho các bạn biết là cảm nhận khi mà em làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào được không? Qua lời giới thiệu của một người bác đã từng làm hồ sơ du lịch tại Tân Đại Dương thì gia đình mình đã quyết định làm hồ sơ du học cho mình tại Tân Đại Dương. Khi đến đây thì em đã gặp chị Hương và một chuyên viên tư vấn rất là xinh xắn. Chị tác phong làm việc rất là chuyên nghiệp và ân cần. Chị giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình hoàn thành hồ sơ du học. Những thắc mắc của mình thì được chị giải quyết rất là tận tình và trò chuyện với chị thì rất là thoải mái và dễ dàng cũng như là với bạn bè. Nếu như bạn bè hoặc người thân của mình có ý định đi du học thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong quá trình làm hồ sơ và mình sẽ giới thiệu cho mọi người công ty Tân Đại Dương, một công ty rất có uy tín và hoạt động rất là lâu rồi, với đội ngũ tư vấn rất là chuyên nghiệp và tác phong làm việc rất là nghiêm túc. Qua đó giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình làm hồ sơ du học. Nếu vậy thì dự định trong tương lai của Vũ thì sẽ như thế nào sau khi mình hoàn thành xong chương trình học tại Úc vậy em? Sau khi hoàn tất khóa học tại Úc thì em sẽ về Việt Nam và vận dụng những kiến thức đã học được tại Úc vào làm cho một công ty nước ngoài chuyên về lĩnh vực xây dựng để tích lũy kinh nghiệm. Khi kinh nghiệm đã đủ thì em có một nguyện vọng là muốn mở một công ty riêng cho mình dưới sự trợ giúp của gia đình. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ từ nãy đến giờ của anh Vũ ha. Và chị chúc cho em là qua bên Úc học thật tốt và sau này về có thể thực hiện được ước mơ của em nha. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và các bạn cũng đã vừa nghe được những chia sẻ rất là bổ ích của bạn Anh Vũ, một du học sinh Úc. Và bạn nào cũng đang có ý định để du học thì các bạn hãy chuẩn bị tất cả hồ sơ và hãy đến với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hay là địa chỉ ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com, hoặc là nhanh nhất các bạn có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.